Và sau đây là phần thứ hai của tiểu đoạn 2 nhảy dù với công tâm của tác giả Mây Hồng. 6 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 1972, khung cảnh im lặng một cách kỳ lạ. Chợt tum tum tum, tiếng đề ba của súng cối nổi lên liên tiếp, tiếng binh sĩ la lên pháo kích pháo kích. Tất cả nhảy xuống hầm trú ẩn và nín thở để chờ cuộc tấn công mới của địch. Nhưng lạ chưa, tiếng đề ba thì nhiều, nhưng chỉ có độ 20 quả nổ chung quanh vị trí của tôi mà thôi. Số còn lại đi đâu? Thì ra địch đã tập trung pháo vào căn cứ Delta. Cùng lúc đó, địch đã tấn công vào một tiền đồn của đại đội 22, do một tiểu đội khinh binh dưới quyền chỉ huy của trung sĩ Huệ trấn giữ. Tiền đồn này nằm trên một ngọn đồi nhỏ cách Delta 500 mét ở hướng Tây Nam. Trận huyết chiến này khởi đầu từ gần 7 giờ tối ngày 29 tháng 3 cho đến rạng sáng ngày 30 tháng 3 năm 72, thì kết thúc. Tất cả đều tử trận, ngoại trừ có một binh sĩ duy nhất còn sống sót, thoát được về tới căn cứ. 9 giờ sáng, đại đội 22 tổ chức phản kích để chiếm lại tiền đồn này. Sau hơn 1 giờ kịch chiến với sự yểm trợ của súng cối và hỏa lực cơ hữu, đại đội 22 đã tái kiểm soát được ngọn đồi này. Tại nơi đây, đơn vị này đã lấy được một khẩu phòng không 14 ly 5, lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Sau cuộc đụng độ trên, tình hình trở lại yên tĩnh trong suốt thời gian còn lại. Tình hình đã căng thẳng trở lại trong ngày kế tiếp, địch gia tăng pháo kích bằng súng cối DKZ và Đại Bác. Đại Bác ở sườn phía Tây Bắc, DKZ ở Đông Bắc và hỏa tập của súng cối đã bao trùm toàn bộ căn cứ. Với hỏa lực phòng không dày đặc, trực thăng đã không thể nào len lỏi vào được để tiếp tế. Duy chỉ có vài lần có hai chiếc Cobra hộ tống một chiếc Lodge, loại trực thăng nhỏ của John Paul, cố vấn trưởng của quân đoàn 2, bay vào tiếp tế đạn dược và vài ống trạc nước. Trong 2 ngày 31 tháng 3 và 1 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn 2 nhảy dù được yểm trợ bởi 627 phi tuần khu trục, gồm napalm và nổ mạnh. Thiếu tá Mạnh đã cho đánh giải tỏa áp lực địch ở sườn phía đông của căn cứ, nơi phát xuất của mọi sự tấn kích của địch. Nhưng tất cả bom đạn đó đã không làm giảm được áp lực của địch. Đến gần trưa ngày 2 tháng 4 năm 1972, một chiếc Chinook trong một phi vụ tiếp tế đã phải đáp khẩn cấp xuống bên trong căn cứ vì bị trúng đạn phòng không của địch. Phi hành đoàn Hoa Kỳ vô sự. Sau đó liên tiếp có 2 toán tiếp cứu, mỗi toán gồm một trực thăng UH-1D và hai Cobra, nhưng vẫn không sao hoàn tất được nhiệm vụ vì mạng lưới phòng không và căn cứ bị pháo không ngừng. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng động cơ từ xa thì căn cứ lại mù mịt khói lửa bởi hàng trăm quả đạn. Đến chiều thì cường độ pháo giảm. Một lần nữa tôi xin Mai Anh, tức danh hiệu truyền tin của thiếu tá Lê Văn Mạnh, cho phép tôi được gom con cái lại. Tôi cũng trình bày rõ những khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt, và với tình hình quân số hiện tại, tôi không thể nào xoay trở được. Sau một hồi suy nghĩ, thiếu tá tiểu đoàn trưởng đã chấp thuận cho tôi rút hai trung đội về. Tôi ra lệnh cho trung úy Bảng dẫn hai trung đội về gặp tôi trước 8 giờ tối, đồng thời thông báo cho thiếu úy Đại gỡ mìn bẫy và tránh ngộ nhận. Thật là may mắn, sau gần 2 giờ mò mẫm, len lỏi, cuối cùng hai trung đội cũng an toàn về đến nơi. Vừa bố trí xong thì Delta bị pháo dồn dập. Tiếng đề ba của súng cối như tiếng trống của dàn kích động nhạc. Ánh lửa của hàng trăm quả đạn lóe lên trên đồi 1049. Xen vào đó là tiếng hò reo vang dậy của cộng quân. Địch đã mở cuộc tấn công, đúng theo bài bản tiền pháo hậu xung. Lúc đó là 8 giờ tối đêm 2 tháng 4 năm 1972. Để đáp lại tiếng reo hò cuồng nộ của cộng quân đang lao mình vào mục tiêu là những tiếng nổ ì ầm của hàng loạt lựu đạn, của đủ loại súng nổ lên không dứt, những tràng đại liên M60 như những con rắn lửa đang vào nhau quét dọc theo sườn đồi. Đó đây có những quả mìn trái sáng bật cháy soi rõ những bóng ma đang chạy,
bò lên đồi và hàng loạt người ngã gục tại chỗ hoặc bị lăn xuống triền đồi. Đợt tấn công này bị bẻ gãy sau gần 2 giờ kịch chiến. Địch bị thất bại do bởi sức kháng cự quá mạnh của lực lượng phòng thủ và cũng do bởi súng cối địch đã bắn lầm vào lực lượng xung kích của địch. Trận chiến lơi dần tiếng súng và im hẳn vào nửa đêm. Trời đêm nay tối quá, tôi nhắc nhở các trung đội trưởng kiểm soát và đông đốc binh sĩ thuộc quyền. Tất cả đều phải ngủ tại hầm. Chúng tôi thức gần như trắng đêm. Gần 2 giờ sáng, thấy có nhiều ánh đèn pin ở lưng chừng truyền phía đông và đông bắc của căn cứ. Tôi vội gọi cho bộ chỉ huy tiểu đoàn. Hồng Phú, đây Mây Hồng. Tiếng của đại quý phó trưởng ban ba vang lên trong máy. Mây Hồng, Hồng Phú. Phía đông của 301 có nhiều ánh đèn pin, xin 301 cẩn thận. Nhận rõ. Địa thế của căn cứ Delta quá phức tạp, cho địch cả ba mặt bắc, tây, đông đều dốc đứng. Tuy nhiên sườn phía đông ít dốc hơn hai hướng kia, có nhiều cây cối che khuất, lại có thể loại trừ được khả năng của pháo binh. Có thể vì lý do này mà địch đã chọn làm hướng tấn công chính, thay vì chọn hướng nam, sườn núi ít dốc hơn, nhưng trống trải, chỉ toàn lau sậy và dễ làm mồi cho pháo binh ở Võ Định và Hotel. Gần 3 giờ sáng, tiếng súng nổ dồn dập trở lại. Trận tấn kích lần thứ hai đã được ném ào ạt ra ngoài phòng tuyến. Những xác người bị tung lên, những thay người nhảy dựng lên rồi lăn xuống núi. Khói lửa mù mịt, những dây đạn lửa như những con rắn lửa quằn quại, quét dọc theo sườn núi như lưỡi hái của tử thần đang cướp đi sinh mạng của những kẻ cuồng tín. Đến gần 7 giờ sáng thì tiếng súng ngưng hẳn. Những đám cháy trên triền đồi còn ngun ngút khói. Ánh nắng ban mai đã soi rõ cảnh núi rừng sau những trận chiến đấu khốc liệt đôi bên. Chợt tôi nhìn thấy một đám người khoảng một trung đội đang đi lên núi từ hướng Tây Bắc. Tôi vội liên lạc với đại quý trưởng ban ba. Xin Hồng Phú cho biết ở phía Tây Bắc có ai không? Tôi lấy ống dòm quan sát thì thấy đám người này đội nón cối và đã lên gần đến phòng tuyến mà không thấy phản ứng gì của lực lượng phòng thủ. Tôi hỏi tiếp. Xin cho biết trên đội có ai không? Mai Anh đang thị sát. Mẹ, Mai Anh có đội nông cối không? Im lặng vô tuyến, tôi cảm thấy nóng như lửa đốt vì thấy địch đang lấp xấp chạy dọc theo giao thông hào. Tiếng súng nhỏ nổi lên kèm theo tiếng đì đùng của thủ pháo, tiếng đại quý phú vang lên trong ống liên hộp. Xin hỏi, về cứu tao, tụi nó bỏ chạy hết rồi. Ngay lúc đó có một toán Blue Team, trong đó có hai chiếc Cobra đã nhào xuống bắn rocket, một quả trúng một cộng quân đang chạy lấp xấp. Sau tiếng nổ tên này đã biến mất, tôi ra lệnh chuẩn bị về tiếp cứu căn cứ. Có vài vị trung đội trưởng bàn ra, tôi nói với họ. Các ông phải biết cái gốc mà mất thì ngọn còn sống được không? Dù có chết cũng phải về tiếp cứu. Tôi chọn chỗ sườn dốc nhất ở phía bắc. Bây giờ ông bản đi giữa, còn hai ba giữ hai bên hông trái phải. Tôi đi theo ông bản, còn trung đội 4 ở lại vị trí, đợi khi nào có lệnh tôi mới được rời. Các ông phải tiến thật nhanh. Đừng để địch biết ý định của mình. Thôi, các ông chuẩn bị đi. Chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi rời vị trí để đổ xuống suối sau khi đã cho một tổ khinh binh xuống dò đường trước. Tất cả các dạng mình tự động đều bỏ lại, chỉ mang theo chiến lợi phẩm và tù binh. Vừa tiến lên lưng chừng đồi thì tiền quân đã chạm địch, nhưng chỉ lẻ tẻ. Tôi cho lệnh thiếu quý đại tiếp tục thanh toán địch. Các trung đội còn lại tiếp tục tiến, đồng thời ra lệnh cho trung đội 4 rời vị trí, bám lấy từng gốc cây, mô đất. Chúng tôi cố gắng đu người trèo lên thật nhanh, mặc dù bị khát đã 2 ngày, nhưng không một ai dám dừng lại dưới suối để lấy nước. Khi bò lên đến gần vị trí phòng thủ thì bất ngờ có hàng loạt lựu đạn được ném ra từ giao thông hào. Mọi người vội vàng la lên, đại đội 21, đại đội 21. Thì ra thiếu tá Nguyễn Đình Ngọc, tiểu đoàn phó, đã tổ chức phản kích với sự yểm trợ của súng cối 60 ly và hỏa lực cơ hữu đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng cố địch quân. Quân ta bị thiệt hại nhẹ. Trong số đó có hai sĩ quan bị tử trận. Đại quý Hiến, đại đội trưởng đại đội 20 và trung quý Nguyên, trưởng ban 2. Tôi được lệnh trắm vào tuyến phòng thủ ở phía bắc và đông của căn cứ, đồng thời cho lục soát sườn phía đông, nơi xảy ra cuộc tấn kích chính của cộng quân, để khai thác chiến trường. Kiểm soát lại hệ thống phòng thủ,
thì vì có nhiều đá nên giao thông hào ở phía bắc rất cạn, chỉ sâu đến đầu gối, mà nơi này bị địch pháo liên tục bằng đại bác. Có thể vì đó mà binh sĩ đã bỏ tuyến vì chịu đựng không nổi, nương vào đó địch quân đã tiến lên đồi một cách bình yên mà không có phản ứng gì của lực lượng phòng thủ. TOC cách tuyến phòng thủ ở phía này vỏn vẹn chỉ có 50 mét. Đây quả là điều đáng trách của đại đội trưởng đại đội 22. Tôi ra lệnh đào giao thông hào sâu hơn. Đến quá trưa, tôi mới nhận được lệnh bung ra lục soát. Đứng ở giao thông hào nhìn ra, tôi thấy trên triền núi dốc gần 45 độ. Mấy chục xác nằm cách chúng tôi từ 10 tới 30 mét, nằm chết đủ kiểu, ngửa, nghiêng, sấp. Tôi thoáng có chút bùi ngùi vì đâu nên nổi. Mới bung ra cách phòng tuyến khoảng 50 mét thì chạm địch. Địch quân ẩn nấp sau những gốc cây lớn để bắn vào chúng tôi. Đã có hai binh sĩ bị thương. Chúng tôi bắn trả lại và thả lựu đạn cho lăn xuống triền đồi. Lựu đạn nổ tứ tung. Chúng tôi tiếp tục yểm trợ nhau tiến từng bước xuống đồi. Cùng lúc đó tiểu đoàn trưởng ra lệnh rút về tuyến phòng thủ và cho biết sẽ có không yểm. Chúng tôi lại phải đoạn chiến, bắn che cho nhau để rút về. Vừa rút về tới nơi thì hai khẩu pháo binh của địch bắt đầu khai hỏa trở lại. Chúng tôi vội vã lao xuống giao thông hào ẩn nấp. Rút kinh nghiệm, tôi và binh nhất trực âm thoại viên lần theo giao thông hào để sang tuyến phía bắc và tây bắc, nơi vừa bị pháo trúng để kiểm soát. Hai điểm nổ chỉ cách phòng tuyến 10 mét. Cũng may không có ai bị thương vong. Dù đã đào sâu thêm được hơn 20 phân, nhưng tôi hối thúc binh sĩ lợi dụng những lúc địch ngưng pháo để đào sâu thêm. Địch chỉ bắn chừng 10 quả rồi ngưng. Đến hơn 2 giờ trưa, bộ chỉ huy tiểu đoàn báo cho biết phi cơ đang trên đường vào vùng. Tôi bèn vặn máy qua tần số không lục để liên lạc. Lôi Công, đây Mây Hồng. Mây Hồng, đây Lôi Công, tôi nghe. Tôi đã thấy bạn, bạn đã thấy lá cờ của tôi chưa? Chiếc L-19 đã một vòng ở phía đông của Delta. Tôi đã thấy bạn, ok, tôi cho một thêm cho bạn, sắp vào dùng. Xin cho biết trang bị. Napalm, ok, xin bạn đánh từ nam lên bắc cách lá cờ 50 mét về hướng đông. Đánh gần quá rất nguy hiểm. Xin bạn cứ đánh cho, địch bám rất sát, xin bạn cứ đánh pass đầu như vậy, tôi sẽ điều chỉnh sau. Xin nhắc lại, đánh từ nam lên bắc cách lá cờ 50 mét, giải tỏa về phía đông, phòng không địch ở phía tây và đông bắc của mục tiêu. Chiếc L-19 chúi mũi xuống, một trái khói nổ bùng trên mục tiêu đã được định sẵn. Một chiếc AD-6 bay sát ngọn cây, cơ hồ tôi có thể nhìn thấy mũ bay của phi công. Một quả bom napalm màu trắng bạc rời thân tàu quay vòng vòng và nổ trên mục tiêu, kéo theo một đám cháy dài hơn 100 mét. Lôi Công, đây Mây Hồng, đẹp quá. Pass thứ nhì xin bạn đánh xa hơn 50 mét, bạn có thấy mấy cây lửa đang lao xuống đồi đó không? Ok, sẽ thỏa mãn cho bạn. Cùng lúc đó, tiếng phòng không ở phía đông bắc của chúng tôi nổi lên. Do đó, phi tuần trang bị bom nổ mạnh tiếp theo đáng lẽ dành cho chúng tôi thì lại dùng để thanh toán mấy khẩu phòng không đó. Như vậy cũng tốt cho chúng tôi. Tôi ra lệnh hai trung đội theo tôi ra lục soát. Phi tuần bom napalm vừa ra khỏi sườn núi, lòi ra hàng trăm xác cháy đen khét lẹt. Chỉ lục soát cách tuyến có gần 100 mét thôi, chúng tôi đã lấy được 200 khẩu súng đủ loại. Mùi tử khí xông lên nồng nặc, không tiện xuống sâu hơn. Tôi ra lệnh mang chiến lợi phẩm quay trở lại căn cứ. Công việc hoàn tất lúc 4 giờ chiều, sau khi giao toàn bộ vũ khí đã thu được, tôi ra lệnh tiếp tục củng cố hệ thống phòng thủ và yêu cầu các trung đội trưởng lên gặp. Còn được một bi đông nước, tôi nói với binh nhì vỡ, pha ít cà phê bí tất để đại mấy ông trung đội trưởng. Một lát sau, bốn trung đội trưởng lục tục kéo đến. Ai nấy mặt mũi lem luốc, mồ hôi nhễ nhại. Dưới ánh nắng gay gắt của cao nguyên, tôi bật cười nói, ha ha, các ông ngồi đỡ đây đi. Ông tiểu đoàn trưởng nhắc nhở mình phải thật cảnh giác. Đồ chơi phải căng ra tối đa. Cà phê đây, nhấp một miếng cho đỡ vả đã. Mình còn vất vả nhiều. Ông Đại, đóng ở tuyến phía Bắc, ông trải quân bên trái giáp với công binh quân đoàn kéo dài tới cái cây kia. Tiếp đó là trung đội 3 tới chỗ này, còn trung đội 4 sẽ tiếp nối và bắt tay với đại đội 20. Hai khẩu đại liên của trung đội 4 sẽ đặt làm sao để bắn bao trùm được sườn đồi ở phía đông nam nữa. Còn ông Bản, trung đội của ông sẽ bố trí theo giao thông hào gần bãi đáp kia để làm trừ bị. Chỗ nào thủng là ông phải trắm ngay. Các ông còn gì thắc mắc không?
tôi sẽ ở đây giữa hai trung đội 3 và 4, cấm bắn bậy, sử dụng lựu đạn tối đa. Thôi, bây giờ các ông về chuẩn bị lại vị trí đi. Trước khi trời tối sẽ có tiêu lệnh cho các ông. Nhớ nhắc nhở đôn đốc tụi nhỏ, nếu không là máng áo cả đám đó. Trời tối dần, ánh tà dương vừa khuất sau trận núi dọc theo biên giới Lào Việt. Khung cảnh thật thanh bình. Không ai có thể ngờ rằng nơi đây vừa xảy ra một cuộc kịch chiến đẫm máu. Ngoài kia, ngay chính sườn đồi này có cả trăm người liều bỏ cuộc sống một cách tức tưởi, nhanh chóng. Chết mà không hiểu tại sao mình phải chết, và cuộc chiến này cũng vừa cướp đi của tôi hai người bạn. Cũng chính vùng đất này, ngoài kia, ở vùng Võ Định, bạn tôi, chuẩn quý U Thang, tốt nghiệp khóa 24 sĩ quan trừ bị Thủ Đức, phục vụ ở tiểu đoàn 3 nhảy dù, đã nằm xuống trong một trận phục kích của cộng quân năm 1967. Tôi và các trung đội trưởng thay nhau đi dọc theo giao thông hào để kiểm soát. Tất cả đều sẵn sàng và ghim súng chờ địch. Hầu như tất cả mọi người đều thức, không một ai dám chợp mắt. Không gian thật vắng lặng, không có ngay cả tiếng côn trùng. Căng thẳng đến cực độ, sương mù từ từ bao phủ lên ngọn đồi, nơi hơn 500 con người đang nín thở căng mắt chờ địch. Đại quý, uống chút cà phê. Lấy nước ở đâu mà nấu vậy? Tôi ngước mắt nhìn lên vỡ, người đã theo tôi gần 2 năm nay, gần 40 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. Lúc đi qua suối em lấy được bình. Tôi cười nhẹ. Hey, lần sau đừng có làm vậy nữa, lần này thì về lấy vợ đi. Thôi đại quý ơi, lấy vợ dễ lên bàn thờ lắm. Thật lẩm cẩm, nhưng thật ra tôi cũng tin vào điều đó. Cũng vì vậy mà mặc dù đã quen biết nhau hơn 6 năm nay rồi mà vẫn chưa dám tiến tới. Có ai muốn để cho người mình yêu thương phải chích khăn xô? Cà phê tối nay sao có vị đắng hơn mọi khi? Tôi tự nhủ, thì đột nhiên nghe tiếng lao sao của binh sĩ kèm theo tiếng súng nổ và lựu đạn, hòa lẫn tiếng thủ pháo của địch. Địch đã lợi dụng sương mù để đột kích. Tiếng điện thoại hậu tuyến vang lên, tôi vội báo cáo tình hình và xin soi sáng. Bụp bụp, hai quả đạn 81 ly chiếu sáng lơ lửng treo trên bầu trời, ánh sáng leo lét. Tuy không sáng lắm, nhưng cũng đủ để chúng tôi nhận ra những bóng đen đang chạy nhào lên phòng tuyến. Tất cả các họng súng đều khạc lửa, tiếng lựu đạn ùng hoàng khắp phòng tuyến. Những con rắn lửa từ các khẩu đại liên M60 như những nhát chổi của tử thần quét dọc theo sườn đồi. Chợt một tiếng nổ lớn và khẩu M60 của hạ sĩ chính bị trúng B40 bắn văng lên trời, còn hạ sĩ chính, xạ thủ và phụ xạ thủ bị thương nặng. Tôi vội tăng cường khẩu đại liên của trung quý bản ra thay thế. Trận chiến giằng co đến sáng, tôi bị thiệt mất 7 người, vừa nặng vừa nhẹ. Đến sáng thì tiếng súng ngưng hẳn, lại có thêm hàng chục xác địch nằm rải rác ngoài phòng tuyến. Sương mù vẫn chưa tan, thấm ướt cả áo phiêu jacket. Mặc dù mệt mỏi sau một đêm thức trắng, tôi đi dọc theo giao thông hào để thăm hỏi và kiểm soát tuyến. Ai nấy đều vẫn tinh thần, không một chút nao núng. Đang nói chuyện với thiếu quý đại thì tôi nhận được lệnh lên họp. Thiếu tá Lê Văn Mạnh chậm rãi nói, sáng nay tiểu đoàn sẽ triệt thoái ra Võ Định, sẽ có đơn vị bạn hoán chuyển. Bộ chỉ huy tiểu đoàn, đại đội 20, 22 và 24 sẽ ra trước, 24 ở lại bàn giao vị trí. Tiểu đoàn 7 nhảy dù sẽ trực thăng vận xuống phía nam căn cứ, mình sẽ dùng bãi đáp đó. Đại đội 21 lưu ý tránh ngộ nhận với đại đội 23 sẽ về căn cứ ở hướng Tây Bắc. Trung quý Sơn Quang phối hợp với Trung quý Anh tại chiến lợi phẩm và thương binh ra bãi đáp. Ngay bây giờ, đại đội 22 đưa hai trung đội ra lục soát và an ninh xa trên ngọn đồi ở phía nam. Khi nào xong báo cho tôi biết. Thôi, các anh em về thi hành đi. Y mình có ra lục soát trận đụng độ tối hôm qua không thiếu tá? Tôi vội nói. Thôi khỏi, để đó cho đơn vị bạn lo. Đến gần 10 giờ sáng thì toàn bộ tiểu đoàn đã triệt thoái. Kể cả chiếc Chinook cũng đã được chiếc Sky Crane câu đi mà không có phản ứng nào của cộng quân, kể cũng hơi lạ. Hay là địch quân đã hụt hơi rồi? Tôi không tin như vậy, cẩn thận vẫn hơn. Quân số chỉ còn có 72 mạng, kể cả hai viên cố vấn Mỹ, đại quý O'Brien và trung quý Norton. Nghe nói thuộc Marine Corps, lại là con có một vị trung tướng Mỹ nào đó. À mà tại sao lại có hai ông mũi lõ này ở đây với đại đội 21? Tôi hơi nghi. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, tôi lo trại quân phòng thủ.
Don't worry, I'll help you. O'Brien cười cười. Tôi không ưa tên này, có lẽ hắn muốn lấy le với vị trung úy trẻ tuổi kia. Ok, tôi tự nhủ, chỉ còn có hơn 70 món quân bạn đến không kịp tối nay thì mày cũng chết ở đó mà heo với heo. Đến trưa thì đại quý Phú Bá cho biết có một đại đội của tiểu đoàn 1 nhảy dù sẽ đến thay thế cùng với một tiểu đoàn của biệt động quân biên phòng. Và sau đó tôi đã vào tần số liên lạc của tiểu đoàn 1 nhảy dù và liên lạc được với đại đội này. Đó là đại đội 11 do một người bạn cùng khóa làm đại đội trưởng, đại quý Trương Diên Lý, sau này đã bị tử trận ở mặt trận Quảng Trị. Cuối cùng, chúng tôi đã bàn giao lại cho Thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn biệt động quân. Bàn giao xong, tôi báo về bộ chỉ huy tiểu đoàn và xin chỉ thị, thì được lệnh ra bãi đáp sẽ có phi cơ đánh đón, nhưng không phải ra Võ Định, mà lại được đổ xuống một bãi đáp đầy lau sậy và tiến chiếm một cao địa nằm cạnh sông Phô Cô, ở phía chính tây của Võ Định, nơi đặt bộ chỉ huy của lữ đoàn 3 nhảy dù, do Trung tá Trương Vĩnh Phước làm lữ đoàn trưởng. Đến gần 5 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 4 năm 72, đại đội 21 mới chiếm được mục tiêu. Đây là một ngọn đồi nhỏ nằm sát dòng sông Pô Cô, và nơi đây có một vị trí đóng quân cũ của quân bạn. Đến 6 giờ chiều thì có lệnh phải an ninh bãi đáp để trực thăng sẽ đến đón hai ông mỗi lõ ra ngoài. Tôi muốn văn tục hết sức, thế là lộ bà nó chỗ đóng quân rồi. Đúng là lại ông con ở bụi này rồi còn gì, mặc dù xì nẹt nhưng vẫn phải thi hành. Chiếc trực thăng vừa cất cánh xong, chúng tôi lo tổ chức phòng thủ, còn bao nhiêu mền bẫy đem dăng ra hết. Từ hôm qua đến giờ không có một hộp cơm nào nhưng vẫn không thấy đói. Đặt tiền đồng và lính gác giặt xong, tôi cho lệnh lấy nước và nấu cơm. Cả 3-4 ngày nay rồi từ lính đến quan chỉ nhai mì gói và gạo sấy khô thôi. Nửa tiếng sau, tất cả đều xong xuôi. Tôi mời mấy trung đội trưởng lên họp và cho họ biết tình hình địch bạn. Bên này xong, trong vòng bán kính 5 cây số không có đơn vị bạn nào cả. Nhiệm vụ là an ninh xa cho lữ đoàn và đón nhận những binh sĩ thất lạc của tiểu đoàn 3 nhảy dù và đại đội 24 của tiểu đoàn 2 nhảy dù. Phải cảnh giác tối đa và tiết kiệm đạn dược, vì nếu có chạm địch thì tiếp tế sẽ rất khó khăn. Sau đó tôi phải chấm các hỏa tập cận phòng và gửi yếu tố cho pháo đội của đại quý Minh vì không có sĩ quan tiền sát. Trước mặt tôi là một bãi trống. Thật là ngại khi phải đóng quân gần bãi trống. Địch ầu ạt xông vào thì làm sao mà đỡ. Do đó phải bày biện tối đa để ngăn chặn địch. Nằm tại vị trí này liên tiếp 3 ngày nhưng không thấy động tĩnh gì. Đến sáng ngày thứ tư, tôi được lệnh vượt sông Pô Cô để ra Võ Định, và hai ngày sau đó, tiểu đoàn 2 cùng với các tiểu đoàn 1, 3 và bộ chỉ huy lữ đoàn 3 nhảy dù triệt thoái ra Pleiku, sau đó về Lai Khê Bình Dương để tăng cường cho mặt trận An Lộc. Đó là tất cả các diễn tiến mọi hoạt động của tiểu đoàn 2 nhảy dù tại Công Tâm. Cho tới ngày triệt thoái, tiểu đoàn 2 nhảy dù chưa bao giờ để mất căn cứ Delta. Dù rằng địch đã lọt vào được một trung đội, nhưng đã bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ sau một giờ kịch chiến. Delta đã giữ được do tinh thần quả cảm, quyết chiến của chiến sĩ tiểu đoàn 2 nhảy dù và sự yểm trợ hữu hiệu của không quân. Tuy nhiên có điều hơi buồn đối với quân đoàn 2 và tướng Ngô Du, ngoại trừ tiểu đoàn trưởng Lê Văn Mạnh được Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu thăng cấp trung tá thực thụ tại mặt trận. Còn lại tất cả các huy chương thăng thưởng của các quân nhân khác, quân đoàn 2 đều không chuyển giấy tờ đi, do đó huy chương thì có gắn, nhưng không có giấy tờ chứng minh. Quân đội có những vị tướng như vậy, không nắm vững được tình hình, không có sự quyết đoán, hầu như giao khoán cho ông John Powell muốn làm gì thì làm, thử hỏi làm sao có chiến quả tốt được, thật đáng buồn. Tác giả Mây Hồng, cựu đại đội trưởng đại đội 21 tiểu đoàn 2 nhảy dù. Xin cảm ơn tác giả Mây Hồng và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.